xúc động hình ảnh chàng trai trẻ đút thức ăn cho người đàn ông bị khuyết tật tay, sự tử tế vẫn luôn tồn tại trong cuộc sống xung quanh chúng ta. Hành động đẹp của chàng trai đã được camera trong quán ghi lại. Một người đàn ông đang ngồi ăn mì, bàn tay phải của anh bị tật nên chỉ có thể ăn bằng tay trái. Có thể thấy người đàn ông rất khó khăn để gắp mì ăn. Anh liên tục làm rơi vãi ra ngoài, mãi vẫn không thể gắp được mì lên ăn. Cậu thanh niên ngồi bên cạnh lúc này quay sang nhìn người đàn ông. Chàng trai sang ngồi cùng và đề nghị giúp người đàn ông đút mì. Ban đầu người đàn ông tỏ ra khá lúng túng và ngại ngùng. Tuy nhiên chàng trai nhất quyết đòi giúp. Anh cầm mì đút cho người đàn ông khuyết tật từng chút một. Mặc dù người đàn ông ăn rất chậm nhưng cậu thanh niên không hề cảm thấy khó chịu, kiên nhẫn giúp người đàn ông. Chỉ là những người xa lạ nhưng cậu thanh niên giúp đỡ người đàn ông rất nhiệt tình. Người đàn ông tâm sự do gặp tai nạn nên tay bị tật, mọi sinh hoạt đều dùng một tay nên nhiều lúc gặp khó khăn. Có lẽ lâu mới được dịp trải lòng nên người đàn ông khuyết tật rất xúc động. Cậu thanh niên vui vẻ trò chuyện động viên người đàn ông.